về trước ấy, thì cô chưa tu luyện thì nói như thì là cái sức khỏe của cô nó yếu lắm, nhiều bệnh tật lắm. Cô có cái nghiệp bệnh hen phế quản mãn tính mấy chục năm rồi. Thế rồi nhiều bệnh lắm, kể ra là hen phế quản này, rồi hẹp hở van tim này, thoái hóa đốt sống cổ thứ N1, N3, N5. Đi về viện chụp chiếu rồi người ta bảo khô phổi với mờ phổi, nhiều tật lắm. Coi như là đeo đẳng bao nhiêu năm đi viện, năm nào cũng phải đi viện hết bao nhiêu tiền thuốc. Đến 2015 là coi như là mất một trận đi viện nặng nhất, hết 15 triệu tiền thuốc. Gia đình bán được 16 triệu tiền thóc thì đi cấp cứu hết 15 triệu. Rồi bác sĩ bảo thấy cái bệnh này không bao giờ khỏi được, rất phải đeo đẳng cả đời. Đấy, thì cô về cô xong hết cái đợt độ 3 tháng hết thuốc của bệnh viện, hết 15 triệu tiền thuốc xong thì lại cấp cứu một trận ở nhà, sang nhà ông bác sĩ trong làng ấy. Thế là ông ấy bảo là bị hẹp hở van tim nặng rồi, nếu mà cô mà cháu mà không tiêm cái mũi 36 triệu thì cái bệnh này cháu đi bây giờ không biết. Thế xong rồi thì cháu quả thật là hồi đấy cháu vừa làm nhà xong bị lo cưới cho thằng lớn. Xong rồi cho hết, cháu cũng bảo là thế tiền đâu mà tiêm được mũi đấy. Cháu bảo thôi, thôi thế thì không biết làm nào. Thế là cứ đang băn khoăn như vậy thì mẹ cháu, mẹ cô mới giới thiệu vào đại pháp ấy. Thế là cơ duyên đến với đại pháp từ đó. Thế là bắt đầu tháng 2, 2015 là cô tu luyện. Cô tu luyện thì từ đó trở đi giờ cô được hưởng nhiều lợi ích đại pháp lắm. Sức khỏe cô được cái này là nhờ đại pháp. Thì cô với mẹ cô mới mang một sách đến bảo con ơi, thế bây giờ đến nước này rồi con hẳn không học, như mang pháp phải học đi, con hẳn đọc đi rồi con biết tập sau, con không biết pháp tốt hay nào. Thế là mẹ cô ấn quyển sách cho cô lúc đấy cô cầm quyển sách về cô đọc cô mới hiểu ra rằng là pháp con dạy con người ta như thế nào, làm điều tốt rồi dạy cho con người ta đạo đức con người. Đấy, thế cô học cứ càng học cô càng thấy thích, cứ đọc cuốn hút thôi. Thế là cô cứ cuốn hút cô học thôi. Nhờ có pháp cô được như thế thì các con cô loãng nhìn thấy được mẹ khỏe mạnh. Đang từ xưa cứ trả trời giấy gió là thuốc hay là người cứ ốm yếu lọ kia đấy, thì các con nó nhìn thấy bây giờ được mẹ được như thế này, khỏe mạnh, thế là nó cũng phấn khởi. Nó cũng biết được tầm quan trọng học pháp như nào của mẹ. Hàng ngày các cháu cũng dàn xếp công việc cho mẹ hợp lý để học, hay là kể cả hàng ngày năm vừa rồi là có cháu lớn gửi cháu thì cô không đi chợ nữa, thì cô ở nhà cô trông cháu. Cứ đến sáng ngày ra mà các cháu đi làm gửi con thì cô lại bắt đầu quay vào học pháp. Mình học pháp là nó mọi người xung quanh được thọ hưởng, kể cả chồng cô nhé, cô chia sẻ kể cả chồng cô, trước chồng cô cũng nóng tính lắm mà cũng bệnh tật nó nhiều, mà cô như chồng cô cũng nhiều bệnh tật, nhưng từ khi cô tu luyện bây giờ là chồng cô khỏe mạnh không sao mà lại thấy thuần tính hơn. Đấy, cứ làm thợ này cứ làm suốt ngày làm mà thấy người vẫn khỏe mạnh vẫn đấy. Hàng ngày công việc hàng ngày cô còn ra vườn trồng một vườn rau kìa. Đấy, vườn cô rộng lắm, cô vẫn tranh thủ từng tí một ý. Thế ngoài giờ là vẫn đấy mà thấy chồng cứ từ hồi tu luyện giờ chồng cũng khỏe, chả phải gì rất mà lại dễ tính hơn, thuần tính hơn. Cô thấy có lợi ở cái chỗ đấy, cái tâm tính cũng khác mà sức khỏe cũng khác hẳn. Pháp này rất chân chính, dạy con người ta pháp, dạy con người ta làm điều tốt, làm con người tốt. Thế làm bao hàm ba chữ chân thiện nhẫn. Pháp là dạy cho con người ta làm những điều lành, điều tốt để có ích cho xã hội. Theo như thể ngộ của cô, nếu mà ai mà đến với pháp mà học được pháp này thì đó là con người tốt,